Ui nắng quá. Có bổ nha anh em ơi. Kèo gà 12 giờ trưa ngày 18 tháng 4 2022, giò bẫy gà đồng đa năng nhé. Đây giò đây anh em. Đó. Giò cam inox nhé, màu cỏ khô, chân đồng 20. Anh em cần giò bẫy liên hệ mình nhé. Gà trống mồi, gà mái mồi. Đó, gà giả. Anh em cần inbox qua số điện thoại của mình. Ok. Cảm ơn anh em đã xem video nhé. Chúc anh em một ngày tốt lành. Quay bổ cho anh em xem nào. Dính 2 giò cuối cùng rồi. Đây anh em xem chất lượng gà giò dính đây. Dính 2 chân một lúc. 2 chân giò và 2 chân gà luôn. Rồi ok lắm. Chào anh em phát ạ. Kèo gà giữa trưa nha anh em ơi. Ok, chào tất cả mọi người.